Oppo F1S. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngân Hà. Đôi khi một cái tên cũng có thể trở thành một bài hát. Và chờ xem bài hát đó sẽ như thế nào. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ngân Hà. Hiện nay mình 29 tuổi và mình đang sống cùng chồng và hai đứa con. Công việc hiện tại của mình đấy là làm quản lý truyền thông của một dàn nhạc trẻ. Trong thời gian mà mình cùng làm việc với cả dàn nhạc thì mình đã gặp người chồng của mình, anh ấy là nhạc trưởng của dàn nhạc Mass Philharmonic. Cái cơ duyên đấy đã khiến cho mình vướng vào rất là nhiều rắc rối. Tuy nhiên thì cái kết thúc của nó cũng là một kết thúc có hậu. Các khúc mà mình mang tới chương trình Sinh Với Song bài hay nhất đấy là một ca khúc rất là ý nghĩa đối với mình. Một ca khúc chứng kiến cũng như là trải qua một giai đoạn rất là khó khăn trong quá khứ cũng như là đến hiện tại. Đấy là ca khúc Ánh Sáng Của Em. Qua ca khúc này thì Hà rất là mong muốn gửi tới tất cả các chị em phụ nữ rằng khi mà người ta yêu nhau, người ta có thể cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn bằng niềm tin, bằng sự kiên trì và bằng sự chân thành trong tình yêu. Chỉ còn một phút nữa thôi là mình sẽ được lên sân khấu và thể hiện ca khúc này. Dường như là tất cả mọi thứ như là một bộ phim trải qua rất là nhanh, xẹt qua trong đầu mình. Và hy vọng rằng là khi thể hiện ca khúc này trên sân khấu sẽ làm rung động bốn vị ban giám khảo cũng như là tất cả quý vị khán giả. Đôi khi em đã mỏi mệt.
mừng em về với đội anh. Em hãy giới thiệu về mình, vì đâu em đã viết bài hát này. Lần đầu tiên thì cho em xin phép được gửi lời chào tới 4 vị ban giám khảo ở đây ạ. Em vẫn đang rất là run, bởi vì là cứ mãi hát quá mà không để ý mọi thứ xung quanh. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Ngân Hà. Hiện nay là em đã là bà mẹ của 2 con. Và các khúc vừa rồi là em viết dành tặng cho người chồng của em ạ. Em đã viết được nhiều bài hát chưa? Dạ, em cũng viết được khoảng hơn 10 ca khúc ạ. Lẽ ra ở đây mà có những người khác dành với tôi thì tôi sẽ có nhiều lý do để chọn em, bởi vì tôi rất có duyên với những người tên Hà. Trong ca khúc của em, tôi nhìn thấy một cái gì đó rất là khác, rất là mạnh liệt và rất là cứng cỏi, bước ra khỏi những cái gì mà em đang kẹt ở ngay giữa đó. Và tôi muốn em kể nhiều hơn về suy nghĩ đó của em. Và ca khúc này thật sự cũng mang rất là nhiều tâm sự của em. Bởi vì khi mà em đến với người chồng này thì em đã từng có một đứa con. Và cái việc mà để người chồng hiện tại của em bây giờ đến với em thì bọn em đã trải qua rất là nhiều rào cản. Và khi em viết ca khúc này là em đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh, còn chồng em thì ở ngoài Bắc. Em cũng không biết làm thế nào để có thể diễn tả được rằng là em yêu anh rất là nhiều. Và đây là ca khúc mà em mượn nó để em nhắn nhủ với cả người chồng của em bây giờ rằng là chỉ cần anh đồng ý nắm tay em thì em sẽ có thể cùng anh đi qua rất là nhiều khó khăn sắp tới nữa. Tôi muốn biết thêm rằng là em có học âm nhạc và em có chơi nhạc cụ không? Em có chơi nhạc cụ ạ. Em có chơi guitar. Nhưng mà em lại không học về ngành nhạc. Xung quanh em có rất nhiều người học chuyên về nhạc và em cũng có học theo cái kiểu là mình hỏi ạ. Và cũng được rất là nhiều lời tư vấn và cả khen cả chê. Ngay cả khúc đầu lần đầu tiên em viết cũng đã bị chê giống quá nhiều bài. Đến nỗi mà em tận mấy năm sau em mới có dám viết tiếp một ca khúc tiếp theo. Em thường hay nghe nhạc của ai? Của anh ạ. Chuẩn luôn. Đúng quá rồi. Em cảm thấy rất là may mắn đấy ạ. Cái sự ảnh hưởng của anh hơi nhiều luôn á. Cách mà chuyển giai điệu đi theo hòa âm. Bởi vì là bạn ấy đã trộm của tôi một cái ý, cái từ cuối đường. Anh rất là hay thích dùng cái từ cuối đường. Bởi vì là tôi cảm được cái việc mà khi ở cuối con đường có một người dắt mình ra khỏi cái đó. Và tôi hết sức đồng cảm với cái điều đó. Vâng, và có một bí mật nho nhỏ nữa là tên của ca khúc ấy ạ, thì em nghĩ là nó cũng hơi cũ với rất là nhiều các tác phẩm nổi tiếng khác cũng có từ ánh sáng. Nhưng mà tuy nhiên trong ca khúc của em thì ánh sáng chính là tên của chồng em ạ, tên là Quang Minh ạ. À, đó là rất là hay. Chị rất là tiếc, tôi có biết Hà và biết cả chồng của Hà. Và khi Hà hát thì tôi lại hoàn toàn không biết. Và tôi không biết là bây giờ Hà đã bắt đầu sáng tác. Còn thực là rất là ngạc nhiên. Lý do tại sao tôi lại chưa chọn, có thể vì cái tình cảm trong em nó quá lớn. Phần lời của em muốn giải thích và cho nó đầy đủ để nói được cái tình yêu của mình đối với người đàn ông của mình. Thế thành ra là ở cái phần đầu kia là cái giai điệu nó rất là trúc trắc và rất là khó nhớ. Đến khi em vào điệp khúc thì lúc đấy nó bắt đầu là người ta mới nghe được. Đó, mà rất là chúc mừng em khi mà anh Đức Trí đã chọn em. Không phải lo, bởi vì anh sẽ lo việc đó cho em. Chúc mừng em rất nhiều. Và anh chúc chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi. Anh chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi là em tự đặt hòa âm cho bài hát của mình hay là người hòa âm đặt hòa âm? Về hòa âm gốc thì là em là người đặt hòa âm. Bởi vì đây là cũng là một ca khúc em, đây là ca khúc thứ hai mà em viết mà đặt hòa âm trên đàn piano. Bởi vì em không thạo piano nhiều lắm. Hầu hết các tác phẩm của em đều đặt hòa âm và guitar. Bởi vì đấy là thế mạnh của em. Thì em chỉ sử dụng những cái hòa âm rất là đơn giản thôi. Anh chị thắc mắc đúng mỗi cái chỗ mà cái kết cái A1 là chỉ mỗi khi em thôi biết được mà em về trưởng đó. Là em ạ. Chứ không phải anh Hoài Sa đúng không? Rồi ok, tôi chỉ hỏi như thế thôi. Cái đấy của anh Trí mà. Không, anh là phải là search 4 rồi thì mới về trưởng. Trưởng đấy, thôi hơi biết đưa. Vâng ạ. Rồi cảm ơn. Và một lần nữa chúc mừng em. Anh phải đi lên để anh đưa em xuống. Mà công nhận cái bài Ánh Sáng của em này, khi mà mình biết cái tên bài là Ánh Sáng của em, rồi bây giờ mình biết là nó thành là Quang Minh của em thì nghe nó hay hơn nhỉ. Quang Minh của em là lại hay hơn. Quang Minh của em hay hơn. Quang Minh của em hay hơn. Anh đề nghị em đổi tựa đề đi. Quang Minh của em. Thế thì tên mình bao giờ mới thành bài tên bài hát rồi? Gió biển của em.
nghe nó kỳ kỳ. Cái chẳng là Minh Sơn thì sao? Minh Sơn, núi sáng.